Xin chào các bạn. Hôm nay mẹ xíu muội sẽ thử một cái thử nghiệm coi, tại vì mình thấy trên mạng rất là nhiều bạn thử nấu nước bằng cái bao ni lông này nè. Rồi hôm nay mình sẽ thử nấu bằng cái bao ni lông xem cái nước mình nó có sôi lên không nha. Đây là giống như là mà một cái thử thách sinh tồn vậy, giống như mình đi lạc ở trong một cái khu rừng nào đó, mình nhặt được cái bao ni lông thôi mà mình không có xoong nồi gì hết, mình thử mình nấu mà nước nó sôi rồi mình sẽ thả trứng vô mình luộc luôn coi nó chín không nha các bạn. Đấy, từ từ hết đó các bạn ơi, bây giờ cái nước mình nó cũng hơi nóng nóng, nó tâm tâm rồi, mình sẽ bỏ thử trứng cút vô mình luộc nha. Nó sôi tim tim luôn rồi, không có dám chùm lửa lớn, chùm lửa nhỏ nhỏ à. Đó, bạn ơi, nước của mình nó sôi tim tim lên nha các bạn, có bọt bong bóng nhỏ nhỏ nè. Ui nóng quá, rồi vô cái nó nóng quá chừng luôn. Các bạn ơi, nấu nãy giờ là cũng đã 2 tiếng đồng hồ rồi á. Chắc khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi để mình thử cái trứng cút coi nó chín chưa nha. Mặc dù nó không sôi bùng 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 lên nhưng mà nó vẫn sôi tim tim nhỏ nhỏ. Ôi, hết quá. Giờ nó tàn đó, lửa nó hết rồi mình gỡ ra. Mình ăn thử trứng cút nha. Rồi sao ra. Rồi, để này cho nó nguội trước đi, ăn trước rồi rồi từ từ hả? Đấy tiếp. Ý lột thử coi coi tình hình nó làm sao. Wow, đây trắng tinh luôn, trắng tinh luôn, mọi người nghe nó trắng tinh luôn, chín 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 chín, nóng quá nóng luôn mà trứng cút nó bé xíu. Thấy thấy các bạn ở trên mạng á, người ta luộc mà người ta luộc trứng vịt lộn luôn nữa chứ, mình không dám luộc trứng vịt lộn. Mình chỉ dám luộc trứng cút rồi coi nó chín không, mình sợ nó không chín, ăn rồi nó chín luôn. Chín luôn các bạn ơi, cho anh hai trước nha mọi. Sao cho anh hai trước vậy? Cô tiên cho anh hai đi, anh hai chờ lâu quá. Đây. Con cũng chờ khoan, lâu. Khoan khoan, vậy là mỗi em nữa trước để mở ra. Mình mở ra thử coi bên trong nó chín không. Wow, chín múp luôn, chín múp luôn. Vàng tươi luôn. Vàng tươi luôn. Rồi mỗi bạn nữa trước, cẩn thận nóng quá nha. Đây anh hai nữa nè. Ngon quá. Ngon quá. Yeah. Làm trứng thứ hai. Đó, thành công mỹ mãn, thành công mỹ mãn các bạn. Thành công mỹ mãn, thành công mỹ mãn các bạn ơi. Nóng quá trời. Nóng quá trời nóng luôn. Mọi ơi, trứng mình mẹ luộc theo cái kiểu dân dã sinh tồn như thế này á, nó ngon ngon hơn trứng luộc ở trong cái nồi ở trong nhà không? Ăn có cảm giác ngon hơn không? Hay là giống như vậy? Ngon hơn. Ngon hơn nha. Thử à. Ngon hơn thiệt. Trứng mình luộc theo cái kiểu này nó ngon hơn thiệt. Gì vậy? Quá đã, luộc lộn trứng nữa cho muội nha. Má ơi. Ăn không? Anh hai ơi. Đã ghê luôn á. Tưởng không chín, ai ngờ nó chín không tưởng luôn các bạn ơi. Không tưởng luôn các bạn ơi. Nhưng mà quan trọng là mình phải để lửa than thấp thấp, thiệt là thấp ở dưới. Chứ lúc đầu á mình để cái lửa mình đốt cái lửa ngọn á, cái bao đầu tiên của mình nó bị cháy. Bị cháy mình phải làm cái bao nữa. Cái bao nữa lại thành công nè, thành công được một đống trứng. Mình để lửa ngọn là cái bao nó cháy ở phía trên liền, nó cháy nó đứt liền. Mình phải để cái lửa than nhỏ thôi. Quá đã, quá đã. Ăn trứng luộc kiểu này quá nóng đã. Nóng. Nóng quá. Nóng thì thổi thổi. Dạ, nó mới hết nóng. Cho hai trứng nữa nè. Ngon quá. Thôi. Tách ra để nóng. Nó muốn ăn nữa đâu. Không ăn nữa mẹ. Ngán quá. Ăn trứng cút còn ngán. Các bạn ơi, vậy là cái video luộc thử trứng cút trong túi ni lông của mẹ xíu muội đến đây là kết thúc nha. Bye bye. Chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, may mắn và bình an.